10 ngày cuối cùng cũng chạy được mày này. Ủa, gì vậy? Vô cả thúc, mà ra tiếng gì bằng bị khó vậy? Ông làm riêng cây cầu đi như thoải mái không phiền ai. Mà làm tới nay 10 ngày rồi chưa có khai trương nữa. Thấy khổ quá, không biết có cách nào giúp tí không ta? Cách thì có rồi đó. Mà ông biết tí ông có chịu không? Tía, con thấy cái combo này là giải quyết được vấn đề của tí hiện tại đó. Đúng rồi đó tía. Sao rồi tía? Sao tía? Bình thường mà tụi ba. Kỳ vậy ta? Này không được thì mình kiếm cách khác xí ơi. Ừ. Giờ tới lượt mình khai trương tưng bừng luôn rồi nè. Con á là con tin tưởng mấy bà là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong cái xóm này. Giờ con hỏi mấy bà một câu nè, mỗi lần mà mình bị táo bón á là mình làm gì cho nó dễ ẻ vậy? Mỗi lần ta bị á ta ăn mè non, ta uống nước lã. Một phút 30 giây ta vươn lên với mình ta ra sạch sẽ trần. Con thử rồi, không ăn thua. Còn tao á, mỗi khi tao bị á, tao chạy vòng vòng quanh nhà. Mày không nghe người ta nói cái câu chạy ẻ trong quần hả? Cũng có lý á. Ơi, mà cũng không được. Tí không được, con với ông Tạo chạy tối ngày à. Mà ông cũng đâu có ẻ được đâu. Hồi đó nhà tao không bị tao không có biết. À, thành ra mày hỏi cho ông ba hả? Dạ, thì con hỏi cho tía con. Con thấy ổng quằn quại 10 ngày nay con tội nghiệp quá. Nhưng cũng muốn tìm cách giúp ổng. Sao mày không hỏi tao? Mày có thử cái này chưa? Sớm giờ thấy sao tía? Bộ tía định xài thêm cái nữa hay gì vậy? Thôi 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 tìm cách khác đi thôi. Ủa, trưa mấy bà sớm chơi gì vậy? À, hồi trẻ tôi không có chơi. Giờ già hối hận. Ăn lần nữa nè. Tôi đang chơi 4 dây thun ăn quẹt lọa nè. Trời ơi, mấy bà làm gì vậy? Trời ơi, cái mùi gì vậy? Ông ba đừng nói ông nghe. Trời ơi, đến giờ đã ra giờ này. Đúng là cười ẻ là có thật mà.